Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với phòng xếp hạng và loại. Và đây cũng sẽ chính là tháp xếp hạng cuối cùng của The Next Gentleman 2024. Những thí sinh nào mạnh sẽ được định hình ở trong những cái vòng cuối cùng này. Đội hình cuối cùng sẽ có mặt trong đêm chung kết sẽ hiện hữu ở trên chiếc tháp này. Bức ảnh của mình đẹp mà. Bên cạnh đó phần thể hiện của mình trong phần thi khá là tốt. Với cái số điểm mà ban giám khảo đưa ra cho từng bức ảnh thì Long nghĩ là thứ hạng của Long lần này cũng sẽ khá khá. Và đi qua một hành trình rất dài, phải nói rằng là tất cả các thử thách của The Next Gentleman không hề đơn giản. Thay mặt cho tất cả những người làm chương trình xin được gửi một lời cảm ơn, một lời biết ơn rất chân thành đến tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng The Next Gentleman 2024. Ngày hôm nay có tất cả các giám khảo ở đây sẽ đưa ra những quyết định cực kỳ quan trọng. Ngồi bên cạnh tôi là supporter chiến thắng ngày hôm nay, Như Vân. Lần thứ hai ngồi ở vị trí này, hiện giờ Như Vân đang cảm thấy thế nào? Vân nhận ra rằng là tới những cái trận cuối như thế này thì tất cả những nỗ lực của các supporters cũng như nỗ lực của tất cả các bạn thí sinh cho mọi người thấy các bạn đang làm được gì. Cái sự thể hiện nó đang rất là rõ ràng và mình sẽ rất cẩn trọng về những quyết định của mình ngày hôm nay. Đối với Vân thì Vân sẽ luôn nhìn cái tiềm năng của thí sinh để mà chọn loại thí sinh, chứ không phải là chỉ là cái mục đích cá nhân của mình. Ly, bây giờ thì Ly đang cảm thấy như thế nào? Ly nghĩ là đối với Ly á, ở The Next Gentleman Việt Nam 2024 là một trong những chương trình rất là đáng nhớ. Tại vì ở chương trình này mình có 3 lần được vào vòng nguy hiểm. Mình chưa từng nghĩ là nó khó đến như vậy. Có lẽ Ly không phải là một supporter đủ tốt để mà đưa các bạn đi đến được cái vị trí cao nhất như các bạn mong muốn. Had confidence with no rational that I will take Hương Nhi and Thang to the final, but I failed, you know. I let those people down. Ngô Thùy và Mai trên hành trình chinh phục vị trí supporter đạt được giải thưởng của năm nay. Có vẻ như lợi thế đang nghiêng về hai bạn. Thùy và Mai, các bạn đánh giá như thế nào về cái khả năng chiến thắng của mình? Khả năng chiến thắng thì Thủy không biết như thế nào. Nhưng mà đối với chương trình The Next Gentleman năm nay thì Thủy đã cố gắng hết sức mình. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Còn lại là trách nhiệm của các bạn. Cho dù kết quả như thế nào thì Thủy cũng chấp nhận. Tổng kết lại hành trình The Next Gentleman của em thì em thấy là hình như là tập này em cũng có mặt hết. Chứng kiến được canh chui và hóa trần, các bạn có từng cái yes, từng cái no, em cũng rất là vui, cũng rất là buồn. Em luôn phải cố gắng và nỗ lực để giữ các bạn đi đến cuối hành trình. Em chỉ nghĩ như vậy thôi. Vì đây là trận bán kết rồi và team của mình cũng không phải là team chiến thắng. Cái cảm giác cũng rất là lo. Và ngày hôm nay, người chiến thắng cũng sẽ được đánh giá và lựa chọn và xếp hạng dựa trên sự thể hiện cùng với cái bức hình đẹp nhất của mình. Có thể là mình sẽ được on top một lần nữa. Luôn mong là hôm nay bức hình của mình sẽ là bức hình được top 1. Mặc dù mình có bức ảnh đẹp 4 yes nhưng mà vẫn không thể nào mà có được ở vị trí cao nhất. Bởi vì có những cái bức ảnh 4 yes khác đẹp hơn mình nữa cơ. Và người chiến thắng ngày hôm nay cũng sẽ phải đưa ra quyết định rất quan trọng. Các bạn có thể mở ra hoặc đóng lại cánh cửa của bất kỳ một thí sinh nào đấy xứng đáng với chương trình. Nhưng quyết định của các bạn cũng có thể quyết định team nào sẽ chiến thắng trong chặng đường chung cuộc của The Next Gentleman. Nếu mà có cơ hội loại thì mình sẽ loại team luân phiên. Bởi vì trận trước chơi lớn rồi mà, thì trận này mình chơi an toàn đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với tháp xếp hạng. Và bức hình đẹp nhất của ngày hôm nay, thuộc về Chip. Lần này là lần đầu Chip được đánh giá cái bức ảnh của mình là top 1. Mình rất hãnh diện với cái chuyện đó và mình rất vui là mình đã đạt được cái vị trí này sau bao nhiêu tập, mà trong tập cuối cùng luôn. Thật ra đấy là mục tiêu của mình từ đầu rồi. Tuy nhiên bạn không được xếp hạng cho nên là chúng ta sẽ đi tìm ra chủ nhân của vị trí cao nhất ngày hôm nay. Cũng một phần lỗi tại mình khi mà không thể giúp Chip đường đường chính chính đứng trên cái top 1 cao kia khi mà phim mình bị rơi vào vòng nguy hiểm.
em thấy hơi tiếc. Nhưng mà bây giờ biết sao rồi, luật chơi là như vậy mà. Rất là tiếc và buồn cho Chip, tại vì bức hình của Chip ngày hôm nay cũng được anh chị rất là khen rất là nhiều. Cay đắng quá. Tháp xếp hạng ngày hôm nay sẽ được xếp hạng từ vị trí số 5. Mình cũng không có khả năng được top 1 đâu, nhưng mà điểm mà top 3, top 4 thì em nghĩ là có. Người sẽ bước lên vị trí số 5 xin được chúc mừng Kang Chun. Ok, ổn. Vị trí số 4 xin được chúc mừng An Duy. Từ đầu chương trình tới giờ mình chưa bao giờ một lần nào đứng trên kia đỉnh Vinh Quang đó. Vị trí số 3 xin được chúc mừng Việt Hoàng. Tại sao cái bức hình của mình lại đứng ở top 3 nhỉ? Câu hỏi á, hỏi chấm luôn á. Hai người sau đây sẽ bước lên phía trước một bước ạ. Lê Hoàng Long và Lưu Cao Phát. Một trong hai bạn sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay. Vừa vui mà vừa sợ. Bởi vì ở cái trận cuối này thì Long không biết cái đặc quyền của người chiến thắng là gì. Và nếu mà đưa ra một cái lựa chọn sai thì Long nghĩ đó là một cái sự hối hận. Cực kỳ là hồi hộp và hỗn loạn. Có thể nói lúc đó tay của mình đã dừng đổ mồ hôi rất nhiều. Thì đương nhiên Hóa lại muốn Hoàng Long sẽ thắng, vì khi Hoàng Long thắng thì sẽ đem lợi thế về cho team cố định của mình. Chip luôn luôn ủng hộ cho team luân phiên, mà mình biết là ai đạt được vị trí đó sẽ lấy được rất nhiều quyền lợi cho mình để mình thắng được cái giải chính. Nếu như mà chiến thắng lần này mà thuộc về team cố định nữa thì luân phiên băm team. Trước đó xin phép được mời Vĩnh Đam. Không biết là điều gì sẽ đến với mình đây. Mặc dù xếp hạng của bạn không cao, nhưng ngày hôm nay bạn an toàn. Thở phào nhẹ nhõm là đã qua cơn nạn rồi. Bạn có thể tùy chọn vị trí mà bạn muốn đứng trên cái tháp kìa. Trừ vị trí số 1 và số 2. Bản thân mình cũng nghĩ là do một phần vì team Như Vân thắng và Đam được đặc quyền chọn mục xếp hạng của mình. Có top 5 rồi và mình chỉ lên cái thứ hạng là số 6, chứ mình cũng không có một cái tính toán hay gì hết. Hưng cảm thấy rất là bất ngờ. Hưng nghĩ rằng cái vị trí đấy là vị trí của mình. Cho dù Đam nằm trong cái team chiến thắng thì Đam đứng lên cái bục số 6 đó thì Hóa thấy cũng không có phục. Đúng dữ vậy? Sao đúng quá vậy? Sao mà em? Bình tĩnh thôi đâu. Nhất nhị thôi mà. Hoàng Long hay Lưu Cao Phát, ai sẽ là người bước lên bục cao nhất ngày hôm nay? Một người đứng trên đỉnh hai lần. Ngầu, rất là ngầu. Đông là người team cố định, Phát là người team luân phiên. Nếu Phát chiến thắng, mình sẽ có cơ hội niềm tin nào đâu đó để cứu mình, cũng như là team luân phiên. Xin được chúc mừng. Có một hy vọng lóe lên rằng mình có cơ hội đạt vị trí thứ nhất.
Liêu Cao Phát. I made it, tôi làm được rồi. Lên hàng 2 đi. Rất là nhẹ nhõm và thở phào và cũng rất tự hào rằng những gì Phát nói thì Phát làm được. I was very, very happy and I was really, really proud of him when he was announced as a first place. Chúc mừng anh Phát với cái top 1 thật sự là xứng đáng này. Nhưng mà khi đứng ở trên đó rồi thì anh sẽ phải thật sự là công tâm và sáng suốt khi đưa ra những cái quyết định nha. Yes! Giỏi quá Phát ơi! Lật ngược thế cờ, quá đỉnh cao, quá xứng đáng. Chip phải nói là Chip rất hãnh diện về em ý. Em Phát thì là một người có hành trình rất là lên xuống trong chương trình. Nhưng mà bạn ấy lắng nghe và bạn ấy có cách mình cải thiện để luôn luôn chiến đấu và giúp đỡ team. Cũng không có bất ngờ gì vì bức ảnh của anh Cao Phát phải gọi là quá đẹp. Nhưng mà không biết là anh sẽ chơi chiêu hay là chơi cái trò gì tiếp theo đây.